Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
từ rất đầu rồi quý vị ơi. Trong quá trình anh chị làm ăn sinh sống cũng đã được biên bậc làm cha làm mẹ, đúng là không cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Dù cho biển rộng bao la, làm sao tránh được mẹ ta giữa đời. Dù cho núi Thái cao vời, làm sao tránh được một đời ơn cha. Hôm nay đại gia đình anh chị cũng đã chuẩn bị những bàn tiệc vân phố rất sang trọng và lịch sự để chào đón toàn thể quý vị khách quý. Hôm nay cô dì chú bác không quản ngại đường xá xa xôi, cũng đã mất chút thời gian và ngọt quý báu thì giờ của mình trên khắp nẻo đường quê hương trở về đây để chung vui, để tham dự và để chúc mừng đại đế tạ ơn cô ông bà trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, hôm nay sự có mặt đông đủ toàn thể quý vị khách quý, ban tổ chức không để quý vị chờ đau hơn nữa. Hôm nay lại lễ tạ ơn của ông bà cũng đã tròn được ngày tháng tốt, tròn vào ngày 23/6/2024, tức ngày 18/5 năm Giáp Thìn. Lại lễ tạ ơn của ông bà cũng đã được diễn ra tại bản Yên An, xã Sa Mẩn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hôm nay sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị khách quý và lại lễ tạ ơn của ông bà có bố Hoàng Văn Khụt, mẹ Lò Thị Tình, con gái Hoàng Thị Cương, con rể Lò Văn Đình. Chính thức xin phép được bắt đầu một tràng vỗ tay thật lớn nha quý vị ơi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay thật đồng nhiệt. Sẵn bên chết tỷ lệ chết ngang có nhắc kiến đầy ơ lọc đồ bu ma mà dệt khỏa đồng tóng kèn là sang bó nải bón êm mà bệnh khuẩn mẹ là nặng tăn tỷ tỷ ký mà bệnh khuẩn mẹ là nặng tăn tỷ tỷ non của bà mở. Thứ nhất khỏi cờ ơ chú hờ ơ đà ai khoác văn phụt êm lo thì tỉnh bên chảo sửa chảo quần là hào hăn thầu kế màn dưng ơ biến lắc lạc bản luôn mở đu tàu mi tang sẵn ý ký phừng với thứ sống ma mở đủ nhinh quang thị cương à đủ cười lo văn định ơ diệt hàng đi đẩy cày hàng đi pin tảnh mua và hở mất pin mua bắt bắt mẹ phải tảnh quay hở mất pin quay khẩu còn lấy na kìm khẩu hở lời ải cánh nồng kìm giòn nhớ ừ và bà mớ thứ sám má mớ khỏi cả táng nà ơ đà chú gỡ nải em cánh bà của mẹ nồng nồng và số cảm ơn nải nồng của mẹ ơ sòng bản sám na sòng xã sám xã hạc banh quái việt ban càn thảm lại của cái lại ta mà chúc nhỏ hải em biến chảo sữa chảo quần chúc hải nông con mèo hảo hằng mặn dưng dưng mướn tì sen thầu nhường thầu nhường bên đi bên mi sáng hải đời đời khổng luống đâng rú hảo sờ khăn xăng bọ chôn xuống lại nông con mèo hảo chưng mặn dưng nơ xuống hải xuống em xuống hải xuống ý xuống ai nơ cái đó là hải em cánh bà của mẹ nông nông có chứ mi à chén đầu khắp chăn nâng cá cống sáng nào nơi nông à con mèo nơ xu mai nơ hấp phong cắn nhó chén đầu ơ chúc nhó hạc ải bên chảo sửa chảo quân. Xin mời toàn thể cô dì chú bác và vẻ nam thanh nhất tú cùng rót ra những chén rượu đầy để nâng chén rượu lên để chúc những lời tốt đẹp nhất dành cho lại gia đình ông bà trong buổi trưa ngày hôm nay.
quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc Camera Văn Hoạt Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoạt Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoạt Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.